Hello anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip về thầy Pháp Hòa, nhưng mà có dính cũng chút xíu đến thầy Minh Tuệ nha mọi người. Thì mời anh em nghe một cái clip của thầy Pháp Hòa giảng nha. Vô. Trên đời quý nhất là người nói pháp. Nhưng mà người nói pháp không quý bằng người chịu nghe pháp. Người chịu nghe pháp không quý bằng người biết pháp. Người biết pháp nha, thế nào là biết? Hỏi chị biết Tam Bảo không? Biết Phật Pháp Tăng. Chị biết Tam Độc không? Tham Sân Si. Chị biết tam nghiệp không? Thân miệng ý. Chị biết tứ nhiếp pháp không? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Cái đó mới biết thôi. Nghe pháp xong nói nhiều nhờ có thông minh biết hết. Cho nên người nói pháp quý, người nghe pháp quý, người biết pháp quý. Nhưng người biết pháp không quý bằng người hiểu pháp. Hiểu không? Anh nói Phật mà anh hiểu Phật là gì không? Anh nói pháp mà anh biết pháp là gì không? Anh nói, anh hỏi anh Tam Bảo, anh trả lời được là anh biết nhưng anh chưa hiểu và anh chưa ứng dụng. Cho nên cuối cùng người mà quý nhất là người hành pháp. Nói pháp, nghe pháp, biết pháp, hiểu pháp không bằng người hành pháp. Cho nên Phật giáo cần người hành, cho nên gọi là hành giả. Tôn hành giả đó, nhớ không? Đạo Phật không cần học giả. Học giả chỉ là học thức, học vị thôi. Cần người ứng hành, cần người hành pháp. Sau khi mọi người nghe thầy Pháp Hòa giảng thì mọi người có thấy là càng kính trọng và yêu quý thầy Thích Minh Tuệ hơn không mọi người? Mình nghe thầy Pháp Hòa giảng xong là mình rất là yêu quý và kính trọng thầy Thích Minh Tuệ luôn á mọi người. Tại vì ở đời này cái người nói lý thuyết á thì rất là nhiều, nhưng mà cái người thực hành á thì rất là ít anh em, rất là ít. Đặc biệt là cái ở xã hội này á, mình thấy rất là nhiều người nói lý thuyết, nói lý thuyết cực kỳ giỏi, nói cực kỳ hay, nói cực kỳ cuốn hút, nhưng mà hành động của họ thì không có. Họ nói được nhưng mà họ làm không được. Họ nói 10 mà họ làm chỉ 1-2 thôi đó. Còn cái người ta không nói nhưng mà người ta làm được 10. Người ta không nói một lời nào nhưng mà người ta hành động của người ta làm được tới 10 lần. Cái người mà là hành động á, cái người đó mới đáng kính trọng. Còn cái người nói không à, không làm á, những người đó chưa đáng để chúng ta kính trọng đâu nghe mọi người. Thì thầy Pháp Hòa nói đó, cái người học pháp không bằng cái người hiểu pháp, cái người hiểu pháp lại không bằng cái người thực hành pháp. Thì thầy Thích Minh Tuệ đây là hiện thân của cái gì? Cái người hành pháp. Thầy Thích Minh Tuệ không có giảng pháp, nhưng mà thầy là người hành pháp. Cái người hành pháp là cái người mà mình mới đáng là trân trọng và trân quý đó mọi người. Còn cái người mà cái nói cái miệng không à mà họ không làm á, người đó chưa đáng để mình tôn trọng và kính trọng. Theo mình là như vậy. Còn anh em thì sao? Cái người mà luôn dạy cho chúng ta lý thuyết nhưng mà họ không bao giờ thực hành được, thì mọi người có đáng để mọi người yêu quý và kính trọng không? Còn riêng mình nha, mình không thích những người lý thuyết mỏm. Mình chỉ thích những người thực hành bằng hành động. Đó là lý do vì sao mà mình yêu quý thầy Thích Minh Tuệ và rất nhiều người yêu quý thầy Thích Minh Tuệ là như vậy. Thầy không nói, thầy không giảng, nhưng mà thầy thực hành. Cái đó là cái mà rất là nhiều người quý thầy. Đó, chưa hết đâu. Mình sẽ cho các bạn nghe thêm một bài giảng của thầy Pháp Hòa nữa. Mỗi lần mình nghe một thầy Pháp Hòa giảng một cái bài gì đó là mình thấy trong lòng của mình nó rất là nhẹ nhàng anh em. Và mình rất là thích nghe thầy Pháp Hòa giảng. Hiểu ok, mời mọi người nghe thầy Pháp Hòa giảng tiếp nha. Trên đời này không ai cho mình cái gì hết. Phật không có ban cho mình hạnh phúc hay là khổ đau. Hạnh phúc khổ đau là tự mình. Do mình gieo nhân không lành cho nên bây giờ mình gặp cái quả không hay. Bây giờ mình gieo, mình bây giờ gặp cái quả không hay thì đừng có buồn khổ than trách trời Phật. Cụ Nguyễn Du cũng nói ngay trong cái bài chuyện Kiều của Ngài. Cụ nói sao? Đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện tâm ở tại lòng ta. Chờ không? Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cái lửa lò mà quên tắt bốc quá cháy cái nhà thôi là đã khổ sở rồi. Lửa này, lửa sân mà không tắt, nó đốt cả hạnh phúc, nó đốt cả sự nghiệp,
nó đốt cả bao nhiêu tình thương của vợ chồng, của con cái. Cái câu mình ghi nhớ tắt lửa lò mà quên tắt lửa lòng, mà lửa sân không tắt, lửa hận chưa tắt, thì làm sao cuộc sống nó bình an. Cho nên niệm Nam Mô cứu khổ Quan Âm mà quên Quan Âm là gì? Là trở lại, nhìn trở lại. Đừng phải nhìn trở lại những cái tiếng mà khổ đau của thế gian. Sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta cứ hành xử bằng cái thế gian Phật. Cho nên cuối cùng hỏi Phật ơi, bây giờ con khổ quá, con đi đâu? Phật nói một lên trển, hai xuống dưới. Cho nên đưa hai tay. Tôi nói thật sự với anh em luôn, cứ giảng như thế này, tôi nói với anh em là không có ai mà nói bất cứ một cái điều gì về thầy được hết trơn. Mình nói thật sự luôn, mà người ta càng yêu quý thầy. Thầy giảng một cách cực kỳ là ý nghĩa, cực kỳ là nhân văn và cực kỳ là sâu sắc. Đơn giản như vậy thôi, có gì đâu anh em, đúng không? Mình nghe thì thực sự bây giờ người dân người ta có kiến thức, người ta nghe một cái là người ta biết cái điều đó là đúng hay là sai liền. Nó chứ đâu cần giảng xong người phải lên giải thích dễ ơ đâu, không có giải thích dễ ơ gì hết á. Giảng như vậy là không cần giải thích dễ ơ gì hết trơn á anh em, đúng không anh em? Giảng như vậy nè, rồi vô đó cắt ghép giùm tôi cái, tôi cảm ơn luôn, đúng không anh em? Cứ nói người ta cắt ghép nó, giờ vô cắt ghép thầy bài giảng của thầy Pháp Hòa giùm tôi cái, tôi nói thật sự luôn, trời ơi, nghe một cái là mát lòng liền anh em, mát lòng liền luôn. Đức Phật đâu có ban phát cho chúng ta hạnh phúc và đau khổ. Hạnh phúc và đau khổ là do chúng ta thôi. Đó, chúng ta tự chọn hạnh phúc hay đau khổ là do chúng ta tự chọn. Giống như Đức Phật dạy cho chúng ta con đường đó hạnh phúc đó, con đường đó nó an lạc đó. Chúng ta đi hay không, Đức Phật cũng không giận, không quán, không phạt chúng ta bất cứ một điều gì. Nhưng Đức Phật chỉ con đường tốt, anh em không đi, anh em đi con đường xấu thì hậu quả anh em phải tự nhận. Đó là do mình chọn, chứ Đức Phật không có ban chúng ta hạnh phúc, cũng không có ban chúng ta đau khổ. Bây giờ ví dụ như anh em ra đường, anh em đánh người ta, nhưng mà Đức Phật nói con à, đừng nên đánh nhau. Mà anh em cố chấp anh em đi đánh người ta thì hậu quả là anh em bị người ta đánh. Cái đó là cái hậu quả mà anh em làm gieo cái nhân xấu, đúng không? Đức Phật đâu có chỉ chúng ta đi con đường đó, nhưng chúng ta cãi lời chúng ta đi thì hậu quả chúng ta tự nhận. Còn anh em nhiều nói trời ơi sao gia đình con khổ quá, lục đục quá, vợ chồng con cứ cãi lộn ý. Nhờ nhờ Đức Phật ban xuống cho con gia đình con được êm ấm, được hạnh phúc. Đức Phật không có ban được đâu đó, Đức Phật không có ban phát, không có phù phép gì đâu mà ban phát cho anh em. Anh em phải tự mình sửa đổi. Gia đình anh em muốn hạnh phúc thì vợ chồng phải nhường nhịn nhau, vợ nóng thì chồng nguội, chồng nóng thì vợ nguội, nó nhường nhịn nhau để mà sống, quan tâm nhau, chăm sóc nhau, nó giúp đỡ lẫn nhau thì cuộc sống gia đình nó mới êm ấm, nó mới vui vẻ. Còn anh em tối ngày vợ chồng cứ hở một câu chữ lộn, hở một câu chữ lộn, hở một câu quýnh lộn thì ai mà giúp anh em để gia đình anh em hạnh phúc cho được, đúng không? Hạnh phúc hay không là do mình. Đức Phật chỉ cho chúng ta con à, sống vợ chồng phải nhường nhịn nhau đó, phải thương yêu nhau, chăm sóc nhau thì gia đình mới hạnh phúc. Còn anh em cãi lời, anh em không làm theo thì gia đình anh em tan nát. Lúc đó anh em cầu khẩn ai mà giúp được anh em đó, đúng không mọi người? Thầy giảng thật sự là mình nghe mình không còn cái gì mình để diễn tả nữa chứ. Giống như anh em giờ cái lửa sân si trong lòng mình, Phật nói á, là con ơi bớt tham sân si đời bớt khổ. Còn anh em cái lòng tham sân si của anh em cao quá thì anh em khổ, rồi tới kêu Đức Phật ban cho anh em sự sung sướng, rồi sung sướng cái gì? Đâu có sung sướng được. Anh em sung sướng hay không là do anh em, đúng không? Bớt sân, bớt si, bớt tham thì đời nó bớt khổ. Đó, vậy thôi. Anh em tham quá, hôm nay anh em làm ví dụ được 1 triệu đi. Anh em không, trời ơi tham quá, cố gắng làm có 2 triệu. Ta làm có 1 triệu 5 giờ chiều, ta đóng cửa, ta nghỉ vợ con, ta đi chơi. Ra chở vợ con đi uống cà phê, đi vòng chơi vui vẻ không? Còn anh em tham quá, anh em làm thêm, làm tới 11, 12 giờ đêm. Thì ai khổ, anh em khổ mà. Bởi vậy mình nói cái gì nó cũng phải có cái giá của nó.
Đức Phật hãy nhớ kỹ nha mọi người, Đức Phật á là thầy dạy chúng ta, soi cho chúng ta, dẫn đường chúng ta đi con đường hạnh phúc, an lạc, vui vẻ đó. Còn anh em có đi hay không đó là quyền của anh em, Đức Phật không trách, không phạt anh em, nhưng hậu quả anh em tự nhận. Đức Phật là người thầy dạy chúng ta điều tốt, chúng ta không chịu học, chúng ta làm trái ngược lại thì đương nhiên với anh em là hậu quả anh em sẽ nhận thôi, đơn giản là vậy. Thật sự ra mình không có muốn làm clip về thầy Minh Tuệ đâu mọi người, tại vì mình muốn để cho thầy được bình yên và bình an trên con đường tu học của thầy, không có muốn mà đưa thầy lên mạng xã hội nhiều để những cái sự cố nó xảy ra đến với thầy thì mình không thích. Nhưng mà rất là nhiều anh em hỏi mình là ủa thầy ngủ trong rừng vậy á, mũi có chích thầy không, rồi thầy có bị bệnh không đó, rồi mỗi lần mà mũi chích thầy thì thầy làm sao. Thì hôm nay mình sẽ ngoại lệ, mình làm một cái clip nữa để cho mọi người hiểu được là cái đạo hạnh của thầy Minh Tuệ nó tới mức nào nha mọi người. Mời mọi người nghe thầy Minh Tuệ nói nè, khi thầy bị mũi chích và khi thầy bị bệnh nó sẽ như thế nào, mời mọi người nghe nghe vô. Bởi vì rằng là con thấy là thầy ngủ ở nghĩa địa nè, ở gốc cây, ở nhà hoang hay kể cả ở trên núi thì không tránh khỏi những cái tiềm ẩn như là mũi đốt. Thì cũng biết được rằng là khi mà mũi mà có một cái số loại mũi nó khi mà nó chích vô thì nó sẽ làm bị sốt rét đó thầy. Dạ sốt, nhưng mà mũi chích giờ con thử rồi, kêu cho mũi chích ấy, cho nó bị sốt rét thì sốt thì mình đâu có sợ sốt rét nữa, nhưng mà mũi chích một cái là mình ít ấy, thì mình chịu được. Dạ. Nhưng mà nhiều quá cỡ 100 con tới chích mình vẫn chịu không nổi, mình phải đuổi, hay là mình ấy chứ nó chích đông quá mình vẫn ngứa, chứ mà nó chích không ngứa thì mình vẫn để cho nó chích, nó nhiều quá nó chịu không nổi đâu. Giống như xuống Nam Bộ bên chỗ Bạc Liêu, bên chỗ An Giang, Long An mũi nhiều, mũi đàn đàn, hay là dưới An Giang núi Hòn Sơn đó mà xuống mũi như ong, hắn đốt một cái là nhích người chịu không nổi, nhưng mà hắn đốt cờ đó mà vẫn không sốt. Con thử cho nó đốt rồi mà nó không sốt. Nhưng mà nếu mà mình ở đời thì con không biết, nhưng mà cái đấy thì khoa học chứng minh mũi Anofen mà chích thì kiểu gì cũng sốt sốt hết, cũng sốt. Nhưng mà con quăng em, nhưng mà một số sư tu họ cũng đâu có bị, họ cũng không có bị sốt thế được. Do cái nhiệm màu chỗ công năng giới luật Phật pháp nó chuyển ý. Nó chuyển chứ không phải là mình là con người mà sốt thì đều như nhau chứ không phải đâu, nhưng mà có nhiều cái mình không hiểu được. Chứ mình ở như người thường mà ở đời mà nói ra khoa học nó xét nghiệm ra thì đều do mũi chích bị sốt sốt hết, nhưng mà có, nhưng mà con thấy vẫn tự nó qua. Nhưng mà một niềm tin mình là tin rồi, giờ con nghĩ nữa là trước sau gì cũng chết. Giờ mũi chích sốt chết thì 30 năm sau hay 40 năm sau hay 10 năm rồi mình cũng chết. Dạ. Rồi chết giờ cũng tốt, được giải thoát cũng tốt đẹp. Dạ. Chứ giờ sống cũng khổ thế. Tuy là hạnh phúc được mấy năm, mấy chục năm đó, nhưng mà có cái thời gian quý giá để cho mình tu tập, để mình thấy được cái chánh trí thì tốt đẹp, nhưng mà mình chưa thấy được thì mình cũng vui vẻ thôi. Cũng mình nghĩ như thế rồi mình cũng giảm lần ấy, không lo nữa, là nó không có. Dạ. Thì đó. Thì thầy Thích Minh Tuệ đã trả lời cho câu hỏi mà mấy anh em đã hỏi mình là thầy có bị mũi chích không, ngủ trong rừng có bị mũi chích không, rồi có bị bệnh không. Thì xin thưa, thầy cũng là người trần mắt thịt, thầy cũng bị bệnh, cũng bị mũi chích bình thường. Nhưng cái người á tu hành á, đạo hạnh cao á, người ta khác cái người bình thường của mình ở chỗ là mình mà bị mũi chích ra mọi người là mình đập liền, mình giết nó chứ, nó cắn mình ngứa mà. Nhưng mà thầy thì không, thầy đuổi nó. Nếu mà chích ít á, thầy chịu đựng được, thầy sẽ chịu cho nó chích. Còn nếu mà chích nhiều quá, thầy ngứa, thầy chịu nổi, thầy đuổi nó đi, chứ thầy không giết nó. Đó, đó là người tu hành có đạo hạnh cao, theo mình là như vậy. Còn mà mọi người nói mà cái vụ bị mũi chích ở miền Bắc, miền Nam, miền Trung thì mình không biết, nhà riêng miền Nam mình thì rồi thôi,
Bạc Liêu, Cà Mau, nói chung là tất cả tỉnh miền Tây, mà tới cái mùa lúa mà người ta gãy phân đó anh em, thì tôi bảo đảm với anh em nhà nào nhà nấy là mũi dê 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 luôn, mũi như hột é vậy đó, anh em quơ cái tay ngang có thể bắt được con mũi luôn, mình nói thiệt. Chứ đừng có nói mà tới Bạc Liêu, Cà Mau. Bạc Liêu, Cà Mau thì mọi người nghe cái bài hát không? Mũi kêu mà như sáo thổi, đĩa lên tựa bánh canh đó. Nó là gì á? Mũi kêu mà như sáo thổi luôn đó. Mọi người biết là mũi nó nhiều tới cỡ nào. Thầy ngủ trong rừng, ngủ dưới gốc cây, ngủ trong hang đá thì đương nhiên là phải bị mũi đốt thôi mọi người. Thầy cũng là con người bình thường mà, cũng phải bị mũi đốt thôi. Đó, và thầy cũng bị bệnh, cũng bị sốt, cũng bị bệnh, chứ không phải là không bệnh nha mọi người. Nhưng cái ý chí của thầy á, nó chiến thắng cái căn bệnh đó. Cái ý chí của thầy nó chiến thắng cái căn bệnh, cái tinh thần của thầy nó chiến thắng cái căn bệnh, nên bệnh của thầy nó tự hết. Thầy không có đi trị bệnh nha mọi người, bệnh nó tự hết. Kể như thầy không có màng thế sự, không có màng chuyện sống chết, sống cũng được mà chết thì được giải thoát, nó kiểu vậy á. Ví dụ như mũi nó chết thầy chết sớm, mà mũi nó không chết thầy thì 30 năm, 40 năm nữa thầy cũng mất đó, kiểu vậy đó. Nên thầy không có sợ những cái chuyện đó, nên mũi cứ chích thoải mái, thầy chịu đựng nổi thì thầy cứ chịu đựng không nổi thì thầy đuổi nó đi, nó kiểu vậy đó. Cái chuyện sống chết thầy không có màng nữa, nên bệnh tật nó cũng tự nó hết mọi người. Thì mọi người đi trị bệnh trong bệnh viện cũng vậy thôi, bác sĩ luôn khuyên chúng ta là giữ tinh thần thoải mái, lạc quan, vui vẻ thì bệnh nó mới mau khỏi được anh em, đúng không? Bác sĩ đi bệnh viện, anh em bị bệnh là do bác sĩ điều khuyên chúng ta như vậy đó. Thì thầy cũng giữ được cái tinh thần lạc quan của thầy đó, cái tinh thần ý chí của thầy nó kiên cường, và đặc biệt là người tu hành có đạo hạnh cao thì nó sẽ chiến thắng được những căn bệnh đó. Như vậy là mọi người đã hiểu, đã biết được câu trả lời rồi ha. Thầy cũng là người trần mắt thịt nha mọi người, vẫn bị mũi chích và vẫn bị bệnh đó. Thì tiếp theo mình sẽ cho mọi người coi một cái clip của một ông thầy, theo mình kêu là ông thầy nha, nhưng mình không biết ổng là làm cái nghề gì, cũng không biết ổng là tu có tu hành hay không, nhưng mà mình nghe mọi người trong đó kêu ổng bằng thầy thì mình xưng là bằng thầy. Thì ổng hay giảng đạo ở nhà cho nhiều người tới nghe, thì vô tình mình lướt ngang mình nghe ổng nói về sư Minh Tuệ, thì mời mọi người nghe coi ổng nói về sư Minh Tuệ như thế nào. Mời mọi người xem clip nha, vô. Mà ông thầy Thích Minh Tuệ là một hình ảnh thế thân của một vị đệ tử của Phật. Tam y nhất bát không nhận một đồng tiền nào của ai, cúng đồ mặn không ăn, chỉ cúng đồ chay thôi, mà ăn đủ rồi là không có ăn nữa, ăn một ngày chỉ một bữa thôi. Đây là hình ảnh khổ hạnh của Đức Phật, một vị quá thân đệ tử của Phật đi để giáo hóa và làm cái tấm gương cho những ai hiện bây giờ còn ở chùa cao Phật lớn, còn đang hưởng thụ với cuộc sống xa hoa. Nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo, chứ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề rồi chủ hạt lè người, làm cho dân khinh dễ ngạo cười. Tội lỗi ấy lực nào dung thứ, tu còn ham trai to đám bự, đặng thế gian dưng cúng bạc tiền, dối rằng lo tu bổ chùa chiền, mà làm của xài riêng cho thọ. Bảo làm sao dân không xa ngã, nghe lời rù tông nọ phái kia, cả tăng đồ trong nước chia lìa, riêng pháp bảo, riêng chùa, riêng Phật. Vậy bây giờ đó, cái hình ảnh của ổng là một hình ảnh của một quá thân thị hiện của một Bồ Tát đệ tử của Đức Phật đi giáo hóa chúng sanh, mà vừa làm tấm gương để cho những người đi lầm đường lạc lối trở về con đường lạc đạo, an bằng xả thân, mà còn tu tỉnh nữa quý cô bác anh chị em. Sao mọi người nghe thầy Bảy nói chuyện xong mọi người có cảm nghĩ như thế nào? Còn riêng mình là mình rất thuyết phục, thầy Bảy nói rất thuyết phục và rất hay, theo mình nó rất đúng, rất đúng. Tại vì á, không phải mà tự nhiên mà sư Minh Tuệ xuất hiện như vậy đó mọi người. Tại vì thầy đi mấy năm rồi đâu ai biết thầy đâu đó, và thầy cũng rất bình thường, là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi thầy nhiều người biết thầy thì gắt gối nó lại đến với thầy. Và cái sự mà xuất hiện của thầy Thích Minh Tuệ trong cái thời gian này á, theo mình nghĩ nha, không phải tự nhiên, không phải tự nhiên, mà đó như là một cái tấm gương phản chiếu cho chúng ta biết được
đâu là đúng, đâu là sai. Và cho những ai đang sai đường lạc lối nhận biết để quay đầu. Như vậy, theo mình đó chắc có nghĩa là một cái ý muốn của Đức Phật, chứ không phải tự nhiên mà thầy Thích Minh Tuệ lại xuất hiện một đúng cái lúc như thế này. Theo mình thì thầy Thích Minh Tuệ như là một tấm gương phản chiếu vậy đó. Những ai sai đường lạc lối nhìn vô tấm gương đó, nó để soi lại mình, để soi lại bản thân mình và để sửa đổi và quay đầu. Giống như á, bọn nghệ sĩ bẩn á, nó kêu gọi từ thiện bao nhiêu năm rồi, nó làm từ thiện bao nhiêu năm, kêu gọi bao nhiêu năm, đâu có ai biết chuyện gì đâu, đúng không? Năm nào thì cũng phải có người chuyển khoản quyên góp để đi làm từ thiện. Thì tại sao đúng ngay cái năm dịch lại xuất hiện cô Nguyễn Phương Hằng, nó làm cho cái nghề kêu gọi từ thiện nó không còn, và tự nhiên bọn nghệ sĩ bẩn nó cũng không đi làm từ thiện luôn, và mất luôn cái nghề kinh doanh từ thiện. Đó đâu phải là một chuyện ngẫu nhiên đâu mọi người. Theo mình là không phải là một chuyện ngẫu nhiên. Đó. Cái đó giống như là một cái luật nhân quả, tới lúc phải trả rồi thì nó mới xuất hiện ra những cái nhân vật đó. Tới lúc á phải trả cái quả đó rồi á thì mới xuất hiện là thầy Thích Minh Tuệ và cô Nguyễn Phương Hằng. Chứ không phải tự nhiên mà lại xuất hiện hai con người này. Đúng không mọi người? Không phải tự nhiên mà xuất hiện hai con người này được. Cô Hằng và thầy Thích Minh Tuệ như hai tấm gương phản chiếu cho những cái con người sai đường lạc lối soi vào đó, nhìn lại mình để mình thay đổi, mình sửa đổi đó, và mình quay đầu. Chỉ vậy thôi, theo mình là như vậy. Còn anh em, suy nghĩ của anh em thì như thế nào? Mời anh em để dưới phần bình luận cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.